Chào bé, chào mẹ của bé và chào cả gia đình. Các có ai đã từng gặp trường hợp như thế này chưa? Chúng ta trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả và chúng ta bước vào trong phòng. Đột nhiên, chúng ta nhận ra trên tường có rất nhiều nét vẽ nguệch ngoạc. Chúng ta nhìn xuống giường, chúng ta thấy những nét vẽ trên tấm da trắng của mình. Rồi nhìn lên cái gối bốc đầy những nét vẽ nguệch ngoạc bằng mực. Trên cuốn sổ tay chúng ta để quên ở trên bàn, trên cuốn sách chúng ta đang đọc đầy những nét vẽ nhằng nhịp mà không có hình thù gì cả. Chúng ta bực mình và thốt lên: ôi con tôi, hóa ra là các bạn đã để quên một cây bút ở nhà của một em bé. Đừng bực mình. Các bé của chúng ta biết vẽ trước khi biết viết, biết hát trước khi biết đặt, trước khi biết nói rõ ràng. Điều này cho chúng ta thấy rằng các bé có những mong muốn tiềm ẩn và muốn thể hiện ra bên ngoài. Nhưng đôi khi chưa được lưu ý, rất nhiều nhà khoa học và nhà giáo dục đã nghiên cứu và thấy rằng ở lứa tuổi còn nhỏ, các bé nên được khuyến khích học vẽ và học nhạc để các bé học vẽ, để các bé có thể phát triển cái khả năng trong tương lai của mình. Ví dụ, các mẹ và gia đình sẽ nhận thấy rằng mặc dù bé còn rất là nhỏ, nhưng trong quá trình vẽ, bé luôn luôn cố gắng làm cho những nét vẽ nghịch ngoạc đó được nối liền với nhau. Đấy là cách các bé đang cố gắng sử dụng thành thạo đôi bàn tay của mình. Đó là cách các bé đang xác định những cái vị trí ở trong không gian và càng ngày càng làm cho nó kết dính lại với nhau hơn. Và cái điều này sẽ giúp các bé phát triển rất tốt cái trí óc cũng như là việc kỹ năng sử dụng đôi bàn tay của mình trong tương lai. Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ thấy bé sẽ cố gắng thể hiện bức tranh của mình đúng với những màu sắc trong thiên nhiên. Cái cây sẽ có lá màu xanh, ông mặt trời sẽ có màu vàng. Đó là các bé đang liên tưởng những gì các bé nhìn nhận được ở cuộc sống vào trong bức tranh của mình. Việc được học vẽ giúp các bé phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng, và đây là điều vô cùng quan trọng trong tương lai đối với các bé. Nó cũng thể hiện giúp các bé phát triển trí óc sáng tạo. Hãy nhìn các bé vẽ về gia đình, hãy nhìn các bé vẽ về cuộc sống, về ngôi nhà. Các bạn sẽ thấy có những điều rất là phong phú mà chúng ta đôi khi chưa hề nghĩ đến. Hãy khuyến khích các bé tập vẽ. Tuy nhiên có một điều như thế này, các bé còn rất là nhỏ và sự tập trung còn rất là thiếu, nên để hoàn thành một bức tranh không dễ dàng và các bạn bé rất dễ bỏ cuộc, quên đi mất là mình đang làm cái gì. Nên bằng cái cách là đưa những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh mà các bé luôn luôn bị thu hút vào trong những bài học vẽ này, chúng tôi kênh Con Sẽ Thành Tài mong muốn giúp các bé bị thu hút và qua đó học vẽ cách kiên trì và hoàn thành bức vẽ của mình. Đừng quan trọng vẽ đẹp hay vẽ xấu, điều quan trọng là các bé sẽ hoàn thành những bức vẽ của mình. Hãy nhìn các bé khi hoàn thành bức tranh của mình, mang đến cho bố mẹ xem, trông chờ, nhìn xem phản ứng của bố mẹ như thế nào. Đấy là điều rất là đặc biệt. Nếu các bạn biết khuyến khích, các bạn biết vui vẻ cùng với kết quả của bé, chia cái sẻ niềm vui đến với bé, các bạn sẽ trở thành bạn của bé và cùng đồng hành với bé. Hãy cho phép chúng tôi cùng với các bạn giúp các bé phát triển toàn diện. Hãy đăng ký theo dõi kênh Con Sẽ Thành Tài để luôn luôn được cập nhật những video mới nhất cho các bé của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp trong những bài học sắp tới.